Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chi hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo quốc tế 70 năm hợp tác Việt-Nga về giáo dục và khoa học. Hội thảo là diễn đàn khoa học góp phần tăng cường vị thế học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội trong mối quan hệ với các đối tác Liên bang Nga, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa đội ngũ các nhà khoa học của Việt Nam với các đối tác Liên bang Nga nói riêng và giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của Liên bang Nga nói chung. Các báo cáo của hội thảo tập trung vào các chủ đề chính: lịch sử quan hệ Việt-Nga, giảng dạy tiếng Nga cho người Việt và tiếng Việt cho người Nga, dịch thuật tiếng Nga, hợp tác về văn hóa, nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Nga và các nước nói tiếng Nga. Với cái quy mô về sự tham gia cả các số lượng báo cáo cũng như về các cái tác giả cho thấy hội thảo thực sự thu hút được sự quan tâm của rất nhiều học giả ở trong nước cũng như là quốc tế. Chúng ta có đầy đủ những cơ sở để tin rằng đấy là Chi hội Hữu nghị Đại học Hà Nội, các nhà khoa học của Đại học Hà Nội, các trường đại học, các đơn vị thành viên của Đại học Hà Nội để hợp tác với các đối tác của Liên bang Nga một cách tiếp tục rất là lâu dài, rất là hiệu quả, rất là thủy chung sâu sắc và rất là phong phú đa dạng trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã trao tặng huy chương hữu nghị của Trung ương Hội Hữu nghị Liên bang Nga Việt Nam cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và bằng khen của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật, hội thảo còn là sự kiện quan trọng trong Hội Hữu nghị Việt-Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm hữu nghị hợp tác. Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là cơ sở giáo dục đào tạo hiếm hoi ở Việt Nam, tiếp tục duy trì khoa tiếng Nga, phòng đọc thế giới Nga, giảng dạy tiếng Nga ngay cả ở bậc trung học phổ thông chuyên, có chương trình liên kết quốc tế đào tạo cử nhân tin học và kỹ thuật máy tính, giảng dạy bằng tiếng Anh do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng giữa khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Năng lượng Moscow. Những nền tảng tốt đẹp đã được Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các đối tác Nga xây dựng sẽ là tiền đề thúc đẩy các hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt-Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường, viện của Nga, cũng như vào quan hệ song phương Việt-Nga.